Vũ mến chào các bạn. Đó, đây là một con John Deere 5038D. Chuẩn bị ra hả anh? Thiên Vũ TV. À, lâu lâu đổi cánh để khán giả coi lúng quậy ơi. Ờ, thấy tướng đi biết nhìn trong đường hình rồi biết rồi. Dạ. Anh chở ra xe nào xe này ha? Này. À, vậy là xe này ra xong anh chở anh chuyến đó là xong luôn. Này cũng là một con mười ha. Anh nhớ mấy cái mười ơi, trên này cũng trúng quá ha. Nãy nghe hỏi anh bên kia nói gì đâu mà ba mươi mấy cả 35 tấn mà tới 27 điểm. Mẹ quay rảnh thấy xe lúng lầy trời mưa quá trời, mình đây rảnh xong hết rồi. Chả nó cũng còn mà nhưng mà nhỏ cũng ít anh. Nắng lại rồi mà ổng dưỡng được mà ổng dưỡng. Đây một con mưa nha các bạn. Đây cũ rất là nhiều luôn. Ở Phước Ninh một con mưa là cũ là khỏi chê rồi. Đây. Rồi, xe đã quá. Xe này là không biết có gặp lần nào chưa. Sao mày giống mày tèo quá à. 14 vỏ sao là 14.928 nha các bạn. Hồi đó khu vực kia này mình có quay một chiếc nhỏ vậy nè, nhưng mà bây giờ mình không nhớ nổi. Vỏ sao là DGC. Đó. 5038 thì mình có không biết thông số của con này để mình chưa tra. Bây giờ mình tra không kịp đó các bạn ơi. Mình tra làm anh chạy ra luôn á. Vậy mình sẽ đưa vô cái phần mô tả nha các bạn. Đó chính là 600 16. Đây. Phụ đề. Này cho tất cả đồng còn nguyên zin hết quá. Trên đây nó có số gì trên đây nè. À nó phước ở trong này. Nó có tem có số. Phước cái cụ đề. Đây. Ha. À, đây số đến đây luôn ha. Đây các bạn. Đây, đây, số cái miếng tem nó dán trên cái bên dè nè. Đó, 4 số 1 2 3 4. Một cầu nha các bạn. Một cầu. Đây, 3 máy. Xe là nước sơn còn đẹp lắm nha các bạn. Cái ghế mà anh ngồi mà anh còn để cái bọc rồi. À chắc lẽ là nó lỏng rồi. Nước thấm. Chậm hết gì có nhiêu bì đâu mà. Đây cái cầu này nó ra hơi ngộ à. Cái nhông chuyền nó nằm ở đây. Đây là phía sau của em nó. Ủa xe này xài cầu gì anh? Cầu gì cà đẻ ơi? Cầu gì là cầu gì? Cầu đẩy á, cầu đít á, cầu đít á. Isuzu hả? Này chắc nhỏ không hả ta? 2,5 hả? Nhỏ xinh xinh. Ừ, quay đây không có nước, không có vui. Không có nước, không có vui. Có nước có khô mà. Nó quay phao câu bà đó tôi thôi. Nhảy vô nè mẹ ơi. Lấy miếng cái đầu trâu. Nãy giờ lấy cây vô đó phải không? Chiếc này chắc khoảng 50 HP nha các bạn. Ở đây nó có cái tem. Có cái tem gì đây? Tem hư hết rồi. Đây nó có đèn HP. Sao rồi?
có để chữ HP mà nó không để số, mắc dịch gì đâu. Ủa không? Không để số cho người ta biết bao nhiêu HP. Trời ơi. Đây là cái đồng hồ của em nó nè. Hôm nay là có nguyên bộ số gì nên nó hướng dẫn nè, hướng dẫn bằng dán mấy tem hướng dẫn nè. Ghế trên đe còn nữa nè. Nó 5038 chắc lẽ là nó 50 HP luôn hả anh? 38 hả? Ô nhỏ thế ta. Có 38 HP các bạn ơi. Tính đâu giờ số 5 đầu là lấy số 5 chứ. Xe này anh mua lâu chứ còn đẹp chứ giờ. Lâu hả? Chắc là 4-5 năm gì hả? À, có thời đó nó mua có mấy trăm anh? 300 mấy không? 101 xe cũ của người ta lại hả? À 101, chị 101 4 năm năm nay lấy vốn dư sức rồi. Giờ chạy ra chưa hả? Đại gì nữa? Chưa hả? Cái thằng 5038 này thì nó là máy của nó có là Honda 5038 nha các bạn. Cái nó được 38 HP, 3 máy. Xuống cái này thì mình không có tra ra được piston nha các bạn. Cái tua của nó là được 2001 nè. Mình đang tra tua số xế nó là chỉ được một số nha các bạn, 540. Cái trọng lượng của nó là được 1760 kg nha các bạn. Bình dầu nó, dung tích bình dầu nó hình như là được 60 lít đó. Tại vì cái này mình tra chưa có ra được nhiều nha các bạn. Cái dòng này mình tại đó giờ mình không có gia chạm nên mình không có tra. Không tra ra coi nó như thế chi tiết hơn. Anh mua có 101 và anh mua 455. Tính là xài cũng ngon dữ. Ở trên đây, ở trên cái dè mình thấy có cái này hay quá ha. Cái này phải chế sao hay là có nó riêng các bạn. Thầy thấy miền Tây cũng có hay có nè. Cái dè để mà để canh dầu hay là để cái gì lên đây nè các bạn. Hai bên lên nha, hai bên nào cũng có hết. Đó, bên kia cũng có nè. À, phía sau này đóng giữ cho anh đê luôn ha. Đây là bình dầu nằm ngay phía sau này nè. Dầu nằm phía sau, đổ dầu cũng nằm cái ngay trong này luôn. Trên đây này thì nhà phân phối chỉ ở có ở trên Tây Ninh chỗ cầu Trà Phí đi lên nha các bạn. Của Biên Hòa TTC của Thành Thành Công các bạn. Không có chi nhánh với An Giang với nữa. Mà ở dưới nó ít lắm, ở dưới chân vài chiếc à. Bây giờ ảnh đang đi nghỉ rồi các bạn ơi. Ảnh chưa có ra. Đại chắc chiếc kia xong rồi, đại chắc chiếc Ezeki kia xong rồi, hai chiếc đi ganh lượt hay gì á. Nên mình thấy mình xuống mình quay cho các bạn xem. Bây giờ thôi mình tranh thủ đi qua chiếc khác nha các bạn. Đây nè, chiếc Ezeki 2510. Rồi, thôi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.